Xin chào các bạn, tiếp tục đến với khóa học Docker cơ bản thì cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là làm một cái demo build một cái build và deploy một cái ứng dụng React trên cái đằng Docker. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn build một cái app React cơ bản, và sau đó thì tôi sẽ build nó ra cái image, và sau đó thì tôi sẽ chọn trên cái đằng Docker. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn như sau. Thì tôi sẽ vô Google này. Đầu tiên thì tôi sẽ khởi tạo ra một cái đồ set React. Thì tôi sẽ vô Google và tôi search React app. Thì tôi sẽ đi khởi tạo một cái đồ set React. Thì ở đây nó có cái link GitHub này. Thì đây là một cái repo của thằng GitHub này, của React, của Facebook này. Thì đây thì nó có hướng dẫn các bạn cài đặt React như sau. Đó thì các bạn có thể dùng cái thằng NPX của thằng Node.js này, dùng cái lệnh này để cài đặt này. Hoặc là các bạn có thể cài đặt thông qua cái lệnh jar này. Thì tôi sẽ cài đặt thông qua cái lệnh jar này. Đó, các bạn sẽ ghi cú pháp là jar này, React app này, với theo là cái tên của cái project của các bạn này. Thì tôi sẽ copy cái lệnh này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ mở cái công cụ là một cái CMD này. Và tôi sẽ đi vô cái OD của tôi. Và tôi sẽ đi vô cái folder là training Docker. Đó, thì tôi có cái for array, tôi có cái folder trên cái Docker như vậy. Rồi thì trên cái thằng command run này thì tôi sẽ pass cái lệnh ra này, ra này React app này, tiếp theo là cái tên project. Thì cái tên project thì tôi cho là demo React Docker app chẳng hạn. Đó, rồi tôi nick cho enter này. Đó thì bây giờ nó đang bắt đầu khởi tạo init cái project cho tôi này. Rồi, nó đã khởi tạo init cái project cho tôi xong. Thì bây giờ nó hướng dẫn các bạn là cd vô cái folder là demo React Docker app, là cái tên project của chúng ta này. Và sau đó thì chúng ta sẽ có gen tạp để chúng ta tạp này. Đó thì các bạn có thể chạy nó ở trên trực tiếp trên cái CMD này. Còn là bây giờ tôi sẽ mở cái thằng Visual Studio Code lên và tôi sẽ chạy cái lệnh gen tạp này. Đó. Thì tôi sẽ mở Visual Studio Code lên này. Rồi bây giờ tôi sẽ mở cái folder đồ z của tôi này. Đó thì tôi sẽ vô cái thư mục là training Docker này, và cái folder đồ z của tôi mà vừa init ra là cái folder demo React Docker app này. Rồi tôi sẽ chọn select folder này. Và bây giờ tôi sẽ mở cái terminal và thằng Visual Studio Code này này. Tiếp theo thì tôi sẽ có lệnh gen tạp để mà tạp cái đồ z này lên. Đó thì nó đang bắt đầu tạt cái đồ z của tôi lên như vậy. Đó thì mặc định cái chương trình React nó sẽ show lên cái giao diện init như vậy. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là tạo ra cái Docker file, và sau đó thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn build ra cái image từ cái Docker file. Thì tôi sẽ vô cái Visual Studio Code này. Thì ở trong cái folder này thì tôi sẽ đi tạo ra một cái file là Docker file. Rồi, tiếp theo tôi sẽ đi viết mấy cái lệnh cho cái file Docker file này, để mà chúng ta sẽ cho thằng Docker nó sẽ build ra được cái image từ cái Docker file này. Thì đầu tiên thì tôi sẽ có cái form này. Thì cái thằng React thì nó cần phải cái base image là dựa trên cái Node.js, thì chúng ta cần cái form từ cái node. Rồi tiếp theo là cái tag của cái node, thì các bạn có thể tham khảo các bạn có thể vô cái trang hub
docker.com và các bạn search node trên này. Đây, đây là cái thằng node này. Thì đây các bạn hãy tìm hiểu về node ở đây này. Thì các bạn cần phải dựa trên một cái base main nào đó. Ví dụ như là từ thằng node, ví dụ như cái version, cái tag name mà tôi muốn là 19 cái trang alpha này. Đó, thì tôi sẽ sử dụng cái thằng này chẳng hạn. Tôi sẽ có 19 cái ngang alpha. Add builder, tôi sẽ có builder này. Tiếp theo là cái tôi sẽ có cái cuộc dia. Và tôi sẽ cuộc dia tất cả cái folder mà tôi sẽ để cho thằng Docker nó biết và làm việc, thì tôi sẽ tạo ra cái folder duyệt app như vậy. Cuộc dia là tôi sẽ có cái folder app này. Tiếp theo thì tôi sẽ copy chấm chấm như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ có cái lệnh để mà cho nó cài đặt các environment và tôi rồi tiếp theo là tôi sẽ build, thì tôi sẽ có cái lệnh là run và tôi sẽ sử dụng thời gian, thì tôi sẽ run ra này install này. Tiếp theo là và gian build này. Đó, thì mấy cái dòng lệnh này để tôi sẽ thực hiện gian như vậy để cài đặt các môi trường, và tiếp theo sau khi cài đặt môi trường thì tôi sẽ copy cái source code rồi, rồi theo tôi sẽ gian build để mà build ra cái image. Tiếp theo để chạy được cái app của chúng ta, tức là cái image của chúng ta, thì tôi cần phải viết tiếp tục viết cho nó, thì tôi sẽ copy ở chỗ này xuống này, tôi sẽ chỉnh sửa. Thì tôi sẽ cũng có cái form từ cái node 19 alpha này, app runner. Rồi cái folder là work dir để làm việc thì tôi cũng để là suyệt app. Rồi chỗ cái copy này tôi để như vậy. Tiếp theo thì tôi sẽ copy mấy cái, tôi sẽ có cái lệnh là copy gạch ngang from bằng builder. Rồi suyệt app. Tiếp theo là suyệt node module. Rồi chấm suyệt node module. Tiếp theo thì tôi sẽ có cái lệnh copy nữa, tôi copy cái dòng này xuống. Tôi sẽ có lệnh là copy trừ trừ form builder và theo là app. Và theo là cái tôi sẽ copy cái file là package.json. Đó thì tôi sẽ copy nó vô và tôi sẽ tạo ra cái file là package.json. Rồi tiếp theo thì tôi muốn expose ra cái bot, thì tôi sẽ dùng cái lệnh là expose là bot 3000. Rồi tiếp theo thì để mà chạy được cái ứng dụng hay là chạy được cái image lên thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh là cmd này. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ truyền vô cái lệnh là gian và tạp để mà nó tạp được cái image đây, tức là nó tạp được cái app của chúng ta ở trong cái image đây. Đó thì tôi sẽ có truyền vô là hai cái lệnh là gian tạp như vậy. Rồi theo tôi đi cho say này. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi build ra cái Docker image từ cái Docker file này. Thì tôi sẽ mở cái cmd lên. Và tôi sẽ đi vô ổ D này. Rồi theo là tôi sẽ cd vô cái folder training Docker của tôi. Và tôi sẽ vô cái file folder này. Demo đi app Docker app. Thì ở trong folder này tôi sẽ đi thực hiện build như sau. Tôi sẽ kiểm tra xem là trên máy của tôi có những cái image như nào. Thì tôi sẽ có là Docker image trước này. Đó thì hiện giờ tôi đang có những cái image như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ đi build ra cái image từ cái Docker file của cái app React của tôi. Thì tôi sẽ có là Docker build. Tôi theo là -t này. Tiếp theo là cái tên của cái app. Tôi sẽ cho là demo React app. Và cái tab, cái version tôi sẽ cho là 1.0.0.
rồi theo tôi sẽ build ra cái folder hiện tại thì tôi sẽ có cái dấu chấm như vậy. Đó, tôi sẽ có cái dấu chấm như vậy, tôi nhấn enter để mà nó build này. À, nó đang bị fail thì tôi sẽ đi kiểm tra lại. Thì tôi đang bị sai ở cái file Dockerfile này, cái chỗ copy này, tôi phải cách ra này, hai cái dấu chấm này tôi phải cách ra này. Rồi tôi cho save này. Rồi theo tôi sẽ quay lại cái thằng CD của tôi này và tôi sẽ có lại cái lệnh Docker build này. Đó, thì bây giờ nó đang bắt đầu build lại cho tôi này. Rồi, bây giờ nó đã build xong này. Thì bây giờ tôi sẽ có lại cái lệnh Docker email và tôi kiểm tra xem là cái email của tôi đã build ra chưa. Thì nó đã build ra tôi được một cái email mới là Docker demo React app như vậy. Đó, cái task cái version là 1.0 như vậy. Rồi bây giờ tôi sẽ đi run cái email này lên. Tôi sẽ có cái lệnh là Docker run. Ví dụ như trước khi chạy thì tôi có Docker PS để kiểm tra là có cái container nào đang chạy hay chưa, thì nó chưa có cái container đang chạy này. Rồi bây giờ tôi sẽ có lại cái lệnh Docker run này. Rồi chưa trừ name này. Rồi tiếp theo là cái tên của cái email là demo React app. Theo là trừ D này. Theo là trừ P, cái bọt mà tôi muốn map, tôi muốn ánh xạ từ cái bọt của thằng React, thì tôi muốn ánh xạ cái bọt 80 từ cái bọt 3000 của thằng React như vậy. Rồi theo này tôi sẽ có là trừ trừ RM. Tiếp theo là cái tên của cái email là demo React app và cái version của cái email là 1.0.0. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ nhấn Enter này. Đó thì nó đã chạy xong này. Bây giờ tôi sẽ quay lại và tôi sẽ có cái lệnh Docker PS này kiểm tra này. Đó thì cái app của tôi nó đã, cái container của tôi nó đã chạy lên như vậy. Đó và bây giờ chẳng hạn như là tôi sẽ vô cái localhost này. Đó thì các bạn đã xem được cái app của tôi nó chạy lên như vậy. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn build được cái Docker image từ cái app React của chúng ta này. Đó thì ở cái chỗ cái bot của tôi vừa nãy tôi có cái lệnh này thì tôi ánh xạ cái bot 80, thì ra trên cái chỗ URL này tôi không cần phải nhập cái bot thì vì đây là cái cổng của thằng web này. Đó đó, nếu mà cái email của các bạn là cái web thì các bạn để là 80 và các bạn mapping các bạn ánh xạ với cái bot của thằng React là bot 3000 như vậy. Rồi tiếp theo thì chẳng hạn như là các bạn có thể thay đổi, các bạn sửa đổi và các bạn build lại. Đó, chẳng hạn như là bây giờ tôi sẽ top cái container này đi, thì tôi sẽ có lệnh là Docker top. Đó, thì tôi sẽ quay lại Docker PS này. Và bây giờ chẳng hạn như là tôi sửa một cái test nào đó chẳng hạn, ví dụ như là cái chữ edit src app này này, thì tôi sẽ sửa lại thành là cái chữ chữ demo. Đây tôi sẽ sửa lại cái test ở chỗ này, tôi sẽ sửa lại này là demo view react app email form docker chẳng hạn. Rồi tôi cho save này. Đó, thì bây giờ tôi sẽ đi build lại cái email này. Tôi sẽ chạy lại cái lệnh Docker build này. Đó, và cái version các bạn có thể để là 1.0.0 như vậy.
hoặc là các bạn có thể thêm một cái tab mới, cái version mới chẳng hạn. Cái này tôi để nguyên thì nó sẽ ghi đề lên cái Docker mail mà tôi đã tạo ra vừa nãy, thì tôi để nguyên như vậy, tôi nhấn Enter. Rồi nó W này xong này, bây giờ chạy như tôi gõ Docker mail để kiểm tra này, đó thì nó mới tạo lại cho tôi cái email như vậy. Rồi theo thì tôi sẽ run run lại chẳng hạn. Đây tôi sẽ gõ lại cái lệnh Docker run này, đó tôi sẽ gõ lại cái lệnh Docker run này, tôi nhấn Enter này. Rồi bây giờ chẳng hạn như là tôi lên trình duyệt và tôi refresh lại này. Đó thì cái test nó sửa lại thành cái chữ demo build React App Image from Docker này. Đó. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn build một cái ứng dụng React, build một cái React Image để mà chạy trên cái môi trường Docker. Đó, thì nếu mà các bạn nào muốn học về Docker thì các bạn phải vô cái khóa học Docker cơ bản dành cho người mới bắt đầu ở đây này. Còn là nếu mà các bạn nào muốn học các khóa học khác như là React chẳng hạn thì các bạn thể vô học cái khóa học lập trình front-end với React Bootstrap của tôi ở đây này. Đó. Đó thì các bạn có thể tham khảo về khóa học lập trình front-end với lại React Bootstrap này. Thì bây giờ thì cái nhu cầu tuyển lập trình viên biết về React rất là lớn, thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học này của tôi này. Rồi ngoài ra thì ở trong cái trang học lập trình online.net của tôi thì tôi còn có rất là nhiều cái khóa học khác như là Java, Red Bull, Web Service vân vân, thì các bạn có thể vô đây và tham khảo các khóa học khác của tôi ở đây. Đó thì video hôm nay của tôi hướng dẫn tương đối dài rồi, thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.